Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Nga cáo buộc Tổng thống Pháp làm gia tăng căng thẳng khắp châu Âu Nga ngày 7 tháng 6 cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang làm gia tăng căng thẳng trên khắp châu Âu với những tuyên bố mang tính khiêu khích về vấn đề Ukraine. Tổng thống Macron đã tuyên bố ủng hộ tuyệt đối cho Kiev và sẵn sàng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Petkov. Phát biểu bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế San Petersburg, ông Petkov nói thêm rằng, chúng tôi coi những tuyên bố này là cực kỳ khiêu khích, gây căng thẳng trên lục địa và không có lợi cho bất cứ điều gì tích cực. Trước đó, hôm 6 tháng 6, Tổng thống Macron đã phát biểu về chính sách của Pháp đối với các cuộc khủng hoảng kinh tế, trong đó có xung đột Nga-Ukraine và cả những thách thức nhân kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào các vùng biển Normandy. Nhà lãnh đạo Pháp đã công bố gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine với việc chuyển giao các máy bay chiến đấu Mirage 2000 do Paris sản xuất đi kèm chương trình đào tạo phi công Ukraine kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ mùa hè năm 2024. Ngoài ra, sẽ có thêm 4.500 binh sĩ Ukraine được huấn luyện tại Pháp trong thời gian tới. Tổng thống Macron cũng không loại trừ khả năng triển khai chuyên gia huấn luyện quân sự đến Ukraine, nhưng quyết định này chỉ đưa ra dựa trên những sự đồng thuận tập thể. Ông Macron cũng nhấn mạnh không muốn xung đột tại Ukraine leo thang, không muốn chiến tranh với Nga nhưng cũng cho rằng chưa đến thời điểm để đàm phán hòa bình. Nga bắt giữ công dân Pháp bị nghi thu thập thông tin tình báo quân sự. Ủy ban điều tra Nga cho biết một công dân Pháp đã bị bắt giữ ở Moscow vì nghi ngờ thu thập thông tin tình báo quân sự. Trong thông báo hôm 6 tháng 6, Ủy ban cho biết nghi phạm đã thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động quân sự và kỹ thuật quân sự của Nga suốt nhiều năm. Những thông tin này, nếu chuyển cho nước ngoài, có thể được sử dụng để gây nguy hại cho an ninh Nga, thông báo của Ủy ban điều tra Nga nêu rõ. Nghi phạm đã nhiều lần đến Nga, bao gồm cả thủ đô Moscow và gặp một số công dân Nga. Ủy ban điều tra Nga cho biết, người này cũng không đăng ký làm đại diện nước ngoài, các thủ tục tố tụng đang được tiến hành. Hãng thông tấn TASS mô tả nghi phạm là nhân viên của Trung tâm Đối thoại Nhân đạo HD, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ. Trang web của HD cho biết, tổ chức này đã hoạt động từ năm 1999 để giúp ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết xung đột vũ trang thông qua đối thoại và giải hòa ở các nước Tây Ban Nha, Philippines và Libya. Bộ Ngoại giao Pháp chưa bình luận về thông tin này. HD chưa xác nhận người đàn ông bị bắt là nhân viên của mình. Hiện chưa rõ tổ chức này có hoạt động hay nhân viên ở Nga hay không luật đại diện nước ngoài ở Nga được thông qua lần đầu tiên vào năm 2012 và mở rộng vào năm 2012, yêu cầu bất kỳ ai nhận được hỗ trợ từ nước ngoài hoặc chịu sự ảnh hưởng của các thực thể bên ngoài Nga phải đăng ký và công khai việc là đại diện nước ngoài. Luật không cấm những người này hoạt động ở Nga nhưng buộc họ phải chịu một hạn chế. Những người bị phát hiện vi phạm luật có thể phải đối mặt với mức án lên tới 5 triệu rúp và tối đa là 6 năm tù. Pháp là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine tích cực nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang có chuyến thăm Pháp để gặp các lãnh đạo phương Tây như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Pháp cam kết cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine Pháp sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và hỗ trợ huấn luyện cho phi công nước này. Ngày mai chúng tôi sẽ khởi động mối quan hệ hợp tác mới và thông báo việc chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine tại Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với truyền thông ngày 6 tháng 6. Tuy nhiên, ông không nêu rõ việc Paris sẽ cung cấp cho Kiev bao nhiêu chiếc Mirage 2000. Theo bảng xếp hạng của lực lượng không quân thế giới của Fly International, Pháp có khoảng 26 máy bay Mirage 2000 và 65 máy bay Mirage 2000D cũ đang hoạt động. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, chỉ huy không quân Ukraine cho biết những máy bay Mirage 2000 gần sánh ngang F-16 của Mỹ, nhưng được coi là động cơ hơn, do đó có thể giúp tăng cường năng lực tác chiến của phi đội Ukraine. Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đều cam kết cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16. Ukraine có thể tiếp cận những máy bay F-16 đầu tiên trong tháng này. Pháp cho phép Ukraine tập kích vào Nga Trong bài phát biểu hôm qua, ông Macron cũng khẳng định Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Pháp viện trợ để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nói, Pháp không cho phép Ukraine dùng vũ khí nhắm vào dân thường hoặc các cơ sở khác nhau ở Nga, nhưng có thể cho phép tấn công các mục tiêu của Nga dùng tập kích Ukraine. Ông nhắc lại tuyên bố tuần trước rằng Ukraine có thể dùng tên lửa Pháp để tấn công tầm xa vào đất Nga. Ông Macron cho biết, ông không lo ngại nguy cơ xung đột leo thang. Chúng tôi đứng về phía người Ukraine, Ukraine được phép tấn công các mục tiêu mà từ đó, Nga đã phóng tên lửa. Ông cho hay Ông nhấn mạnh giới hạn tấn công phụ thuộc vào hành động của Nga. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ông Macron thể hiện là lãnh đạo có tiếng nói thận trọng, luôn cảnh báo các thành viên NATO về nguy cơ leo thang căng thẳng nếu gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, lập trường của ông có sự thay đổi rõ rệt. Hồi tháng 2, ông tuyên bố, phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine. Ông cho biết, Pháp có thể triển khai lực lượng quân sự Pháp đến Ukraine nếu Nga phá vỡ phòng tuyến của Ukraine và Kiev, đề nghị sự hỗ trợ của Paris. Ông cho hay Pháp dự kiến cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện và trang bị vũ khí đạn dược cho khoảng 4.500 quân nhân Ukraine. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuần trước cho biết các huấn luyện viên quân sự Pháp sẽ sớm triển khai đến Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ngay sau đó rút lại những tuyên bố này. Mặc dù vậy, thủ tướng Pháp Gabriel Attal nói rằng vấn đề cử huấn luyện viên quân sự đến Ukraine không phải là điều cấm kỵ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4 tháng 6 cảnh báo, bất kỳ huấn luyện viên nước ngoài nào tham gia huấn luyện binh sĩ Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp để Nga tập kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nhấn mạnh, dù họ được gọi là gì, là thành viên của lực lượng vũ trang Pháp hay linh đánh thuê, họ đều là mục tiêu hợp pháp đối với quân đội chúng tôi. Ông Stoltenberg, khó xảy ra xung đột Nga-NATO Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đồn đoán Nga sẽ tấn công một quốc gia thành viên liên minh trong vài năm tới là không có cơ sở. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 6 tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hiện tại liên minh này không nhận thấy bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào về việc Nga có thể sắp tấn công một trong các thành viên NATO. Ông cho biết Nga đã chuyển một phần lực lượng từ vùng lân cận Phần Lan và các nước Bắc Âu khác đến Ukraine. Ông nhận định, ngay cả khi xung đột ở Ukraine chấm dứt, Nga vẫn cần một thời gian để khôi phục lại lực lượng. Theo ông, kể cả khi có khôi phục lực lượng, Nga cũng không có lý do để tấn công vào NATO vì tiềm lực quân sự của liên minh này lớn hơn rất nhiều. NATO hiện là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Tổng thống Phần Lan Stop đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, việc chuyển hướng khỏi chiến dịch quân sự hiện tại ở Ukraine sang tấn công một quốc gia thành viên NATO sẽ là quả tốn kém đối với Nga. Tôi không tin những đồn đoán rằng một quốc gia như Nga bằng cách nào đó sẽ tấn công hoặc đe dọa liên minh quân sự lớn nhất thế giới, ông nói. Căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang đáng kể từ đầu năm nay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết. Phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine, ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên NATO. Gần đây, ít nhất 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, cũng bật đèn xanh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga trong bối cảnh Moscow chiếm ưu thế trên chiến trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Nga có thể sẽ cân nhắc cấp vũ khí cho các nước khác là kẻ thù của phương Tây để tấn công vào những nước cho phép Kiev tập kích vào Nga. Mặc dù vậy, ông bác bỏ đồn đoán cho rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nào đó. Ukraine nói Nga mất số lượng lớn pháo tự hành MSTAS trong một tháng Truyền thông Ukraine cho biết, trong tháng 5 2024, Nga đã mất một số lượng lớn pháo tự hành 2S19 MSTAS Quân đội Ukraine vừa công bố một số đoạn video và hình ảnh cho thấy ít nhất 9 hệ thống pháo tự hành 2S-19 MSTAS của Nga đã bị phá hủy trong tháng 5 năm 2024. Đáng chú ý, loại vũ khí trị giá hàng chục triệu USD của Nga bị máy bay không người lái rẻ tiền FPV của Ukraine phá hủy, chủ yếu ở khu vực Aptivka và Luhansk. Theo tình báo quân đội Ukraine, việc mất một số lượng lớn pháo tự hành như vậy có thể ảnh hưởng đến khả năng của Nga trong việc duy trì các đợt pháo kích kéo dài cũng như hỗ trợ các hoạt động tấn công. Hai S-19 MSTAS 152mm do Viện Thiết kế UZTM phát triển vào những năm 1980, chính thức được đưa vào hoạt động năm 1989 pháo được thiết kế để tấn công vào các khẩu đội pháo xe tăng xe bọc thép chở quân phá hủy các công trình phòng thủ sở chỉ huy trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương Tháng 6 năm 2023, Tập đoàn Công nghệ Rockset thông báo đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga một lô pháo 2S19M1 MSTAS theo đơn đặt hàng nhà nước. Được biết, phiên bản nâng cấp của pháo tự hành được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động, cho phép bắn vào mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tầm bắn tối đa của 2S19M1 MSTAS là 29 km. Pháo có thể bắn các loại đạn cây nhiễu có sức nổ lớn, được hỗ trợ bởi tên lửa cũng như các loại đạn dẫn đường bằng laser Rasnobon. 2S19M1 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, cung cấp khả năng tự xác định tọa độ hiện tại và tự động tính toán cài đặt để bắn từ vị trí gián tiếp cũng như thực hiện các thao tác né tránh. Ukraine vận hành F-16 ra sao trước Su-35 và Su-30SM Nga. Sau bao mong chờ, đến nay thời gian Kiev nhận được tiêm kích F-16 có lẽ chỉ còn tính bằng ngày. Tuy nhiên, không quân Ukraine sẽ làm thế nào để có thể sử dụng các chiến đấu cơ này? Giới chuyên gia nhận định, việc phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev sẽ làm tình hình trở nên phức tạp nghiêm trọng đối với Moscow vì Ukraine sắp có ác chủ bài với khả năng tấn công mạnh mẽ vào các mục tiêu quân sự cả ở Lugansk và Donetsk cũng như sâu bên trong lãnh thổ Nga. Việc triển khai máy bay chiến đấu F-16AM Block 20 thế hệ thứ tư của Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và sau đó là Bỉ ở Ukraine đã nổ ra các cuộc thảo luận tích cực liên quan đến kết quả các trận không chiến có thể xảy ra giữa các máy bay này và tiêm kích đa năng hiện đại Su-30SM và Su-35S Nga. Không quân Ukraine có những lựa chọn nào? Sau khi tham chiến, nhiệm vụ chính của F-16AM có thể là sử dụng tên lửa hành trình tàng hình tầm thấp Skon-Eger hoặc Jasmer để chống lại các mục tiêu chiến lược quan trọng của Nga ở Rum và một số khu vực biên giới nằm ngoài vòng hỏa lực phòng không đối phương. Lực lượng Kiev sẽ sử dụng F-16AM trong các hoạt động chống radar bằng tên lửa AGM-88B Harm và tấn công bằng bơm lượng jidam không giống như phóng tên lửa hành trình ở cự ly 200 đến 250 km, chúng cần phải tiến tới gần mục tiêu ở khoảng cách 50 đến 100 km. Nhiều khả năng Ukraina có kế hoạch sử dụng F16 AM để săn lùng những chiếc tiêm kích bom SU-34 Nga khi chúng đang thực hiện nhiệm vụ tấn công bằng bơm lượng. Trong cả hai trường hợp, những chiếc F-16AM được đưa vào sử dụng trong không quân Ukraine sớm hay muộn sẽ đối đầu với Su-35S hoặc Su-30SM của Nga đang thực hiện tuần tra hoặc chiếm ưu thế trên không để đánh chặn chúng. F-16 sống sót ra sao trước móng vuốt Su-35 và Su-30SM? Radar AN/ABG66V2A trên ABG66V2A trên máy bay F16AM có phạm vi phát hiện mục tiêu trên không với bề mặt phản xạ 3 đến 5 m2 là không quá 60 đến 80 km. Ngoài ra, vũ khí đi kèm F16 gần như chắc chắn sẽ bao gồm tên lửa AIM-9 với tầm phóng tới 40 km và hoặc AIM-120D với tầm phóng tới 180 km. Trong khi đó, radar PASR lắp trên SU-30SM có thể phát hiện F16AM ở khoảng cách 160 km. Còn radar ibis E lắp trên SU35S và SU30SM2 hiện đại hóa có thể phát hiện f 16 am ở cự ly 250 đến 300 km. Sau khi phát hiện và tiếp cận mục tiêu ở khoảng 200 đến 230 km, máy bay chiến đấu Nga có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Đối với F-16AM, trong những trường hợp hiếm hoi tránh được tên lửa R-37M bằng cách cơ động, sử dụng hệ thống tác chiến điện tử và mồi bẫy nhiệt, sau đó tiếp cận ở khoảng cách khoảng 160 km, phi công Ukraine có thể sử dụng tên lửa AIM-120D bắn vào máy bay chiến đấu đối phương. Nếu được mắc thần trên máy bay cảnh báo sớm SAAB-340, AEW và C do Thụy Điển viện trợ, F-16 Ukraine có thể cải thiện hơn nữa hiệu suất chiến đấu trong việc né tránh hoặc chọn hướng tiếp cận có lợi khi đối mặt với tiêm kích nga. Trong các trận không chiến ở khoảng cách trung bình 50 đến 70 km, ưu điểm của máy bay chiến đấu Nga có thể là khả năng chống nhiễu cao hơn của radar, trạm quan điện tử vượt trội và các hệ thống phòng thủ khác trên máy bay. Điều đáng chú ý là về mặt kỹ thuật, radar Ibis-E của Su-35 và Su-30SM có khả năng phát hiện Avram đang tiếp cận và đánh chặn chúng bằng tên lửa R-77 mang theo. Tuy nhiên, vẫn còn phải tính xem tính năng này thể hiện như thế nào các trận cận chiến cổ điển không chiến mặc dù xác suất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra tuy nhiên trong trường hợp này lợi thế sẽ không nghiêng về đặc tính kỹ chiến thuật của một chiếc máy cụ thể mà nghiêng về kinh nghiệm chiến đấu của phi công máy bay không người lái ukraine liên tiếp tấn công nhà máy lọc dầu nga chỉ trong ngày 6 tháng 6, Ukraine đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga ở Belgorod và Rostov. Theo Rabda, rạng sáng ngày 6 tháng 6, một kho dầu của Nga ở vùng Belgorod đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Hoạt động này do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU lên kế hoạch và thực hiện. Ông Vyacheslav Gatkov, thống đốc vùng Belgorod cho biết một trong những bể chứa dầu tại kho chứa ở thành phố Stary đã bốc cháy. Cùng ngày, một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Novosantinsk thuộc vùng Rostov phía nam nước Nga, nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do cuộc tấn công của máy bay không người lái. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev, cho biết đám cháy bắt đầu trên diện tích khoảng 50m2, sau đó lan rộng đến 100m2. Hơn 15 phương tiện và 120 người đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga ở nhiều khu vực khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả những hành động này là phản ứng của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU Vasyl Maliut tuyên bố những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đã làm giảm 12% sản lượng lọc dầu của Nga cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo